Ủa chào anh. Cảm ơn. Còn nhớ Phương. Ủa sao anh lại quỳ vậy? Còn nhớ Phương nè, vợ mới hôm hết. Lâu lắm. Thì cô bác quý anh chị thấy là một hình ảnh cũng khá là đáng thương. Em kêu là đứng dậy hay vô trong mát gì đó, anh nói là nếu như không dậy thì bác không kịp. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang á. Mà một hình ảnh Bùi Hồ thấy rất là xúc động là một anh này á, anh quỳ bán vé số nè. Không biết vì sao mà anh quỳ lại bán vé số trong khi thời điểm bây giờ thì chỉ có 2 giờ 14 giờ 40 chiều thôi. Có nghĩa là còn hơn 2 tiếng nữa. Thì vì sao anh quỳ? Mình thấy hình ảnh này rất là xúc động nên quay để chia sẻ cho cô bác quý anh chị cũng như là ủng hộ thêm một ít vé số cho anh nha. Ở đây là ngay thành phố Long Xuyên nha cô bác quý anh chị. Thành phố Long Xuyên là một cái thành phố cũng khá là lâu đời và sầm khuất luôn. Ở Long Xuyên á, người ta sẽ thích thưởng thức với lại cái món là cơm tấm Long Xuyên. Ở đây bữa nay không phải là giới thiệu món ăn nhưng mà giới thiệu hình ảnh này nè. Ủa chào anh. Cảm ơn. Còn nhớ Phương. Ủa sao anh lại quỳ vậy? Còn nhớ Phương nè, vợ mới hôm hết. Lâu lắm chị đó, lâu mới giới thiệu chị không á. À, nhà anh ở đâu? Nhà ở Rạch Giá rồi. Ở Rạch Giá hả? Hả? Thì sao không ngồi mà hay đứng? Nhớ Cường, nhớ Phương. Anh tên gì? Ơi, cho nước cái. Ủa, anh tên gì? Đừng có quay anh ơi. Sao vậy? Đừng có quay. Đem mua cho ủng hộ cho. Anh tên gì anh? Tên Đan, Nguyễn Nhân Đan. À, hôm trước là em có gặp hình ảnh là anh ở ngay chỗ ăn hủ nữa đúng không? À, đúng không? À. Anh có vợ con gì không anh Đan? Chưa hả? Dạ. Anh nhiêu tuổi rồi? 33. 33 mà không có vợ con vậy đó hả? Cầm đây em ủng hộ. Nhà Gạch Giá mà lên tới đây bán hả? Dạ. Vì sao mình đi được không? Được. Vì sao mình đi xa chứ vậy? Tại lý vừa đây bán được lắm, tôi chán vừa bớ không được. Lấy nhiêu tờ? 500 mấy rồi, đến giờ bớt không được. Lấy 500 mấy mươi chục tờ? Dạ. Trời ơi. Rồi đến giờ cho bớt không được. Rồi bị người ta lấy hết của vô nữa. Bị ai lấy? Bị ông kia. 1, 2, 3, 4, 5. Lấy mọi thứ hết đi. Ông kia không lấy hả? Dạ. Số này chừng nào sổ? Bữa nay sổ. Trời ơi trời, quá trời nhiều vé số luôn. Em lấy cho anh 20 tờ được không? Lấy 15 tờ cho em xin 50 về Gạch Giá đi anh. Lấy 15 tờ cho xin 50 đúng không? Dạ. Đợi chừng nào về? Em bán hết mới về được. Bán không hết? Bán hết thì khỏi về. Khỏi về rồi tối ở đâu? Em biết nữa. Nè, lấy thêm 5 tờ khác đi. Chừng nào về? Không biết, chiều nay bán hết mới được về. Sao khóc anh đang? Sao mình không chịu lấy ít thôi? Sao lấy ít thôi? Nè điểm lại ai, điểm lại à. Chú đó mua kìa, chú mua hả chú? Số bữa nay chú? Có 21 hả? Không. Có 20. Có 20 kìa, mua không? Đây là 3 vé đi, 20 đi. Quá trời nhiều luôn rồi. 20 đâu đưa tao ơi. Đây. Ba vé hay năm vé? Ba. Nè. Mua ba vé nè. Hồi trước giờ không có vợ con hay là có rồi chia tay? Hồi trước giờ không có. Nè đếm coi bao nhiêu tờ. Sáu, 16 tờ. 16 tờ hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ủa? 1, 2. Chút xíu nữa là anh lộn rồi đúng không? Rồi có cần giúp đỡ gì nữa không? Hay là chỉ tiền về thôi? Xin tiền về à. Uống nước gì không? Không, không có nước gì hả? Đây, cầm tiền giùm em. Ngày ai đưa anh lên đây anh Đan? Đây, đây chơi bếp lên á.
Cảm ơn. Ok, anh đi xe buýt lên hả? Dạ. Mấy trăm ngàn đây? 300. Sao 300? 350. Thôi vậy thôi, cầm đi. Cảm ơn. Ngồi vậy đi, đứng vậy chứ quỳ tội lắm. Giờ để bán hết, không bán thì không về được. Còn nay bao nhiêu tờ nữa? Còn nhầm kia em đón là còn tới đi 2,5 triệu hả nữa. Là sao? 250 hả? 2,5 triệu á. À. Tới 200 mấy chục vé hả? Anh quỳ vậy rồi là mất mỹ quan đô thị ta đuổi sao? Anh đứng lên nữ em xem coi. Đứng lên đi, đừng quỳ, đứng lên đi. Đi đi anh, em bán anh đi đi anh. Anh quay ngồi trong không ai ghé em. Dạ đương nghiệp em 3 giờ rồi đó anh. Đi đi anh. À, đây là một cái hình ảnh mà phải nói khi Bùi Hồ mà chia sẻ thì cô bác quý anh chị thấy là một hình ảnh cũng khá là đáng thương. Anh này, anh Đan này á, là lúc trước Bùi Hồ có gặp ở ngay tại ngã ba Trung Lương á cô bác quý anh chị, nhưng mà không biết vì lý do gì mà ngày hôm nay anh Đan lại có mặt ở tại đây. Nhiệt độ bây giờ ở ngoài trời á thì rất là nóng, ngay tại đây nhiệt độ ngoài trời cực kỳ nóng cô bác quý anh chị, khoảng 30 độ dưới mặt. Nhiệt độ mà ở dưới đường nhựa thì nó khoảng 40 độ á. Nhưng mà anh quỳ như vậy á, Bùi Hồ nói là anh cứ đứng lên mà, nhưng mà anh không có chịu. Có một điều Bùi Hồ đặt một cái câu hỏi là vì sao anh lại lấy rất là nhiều vé số, khoảng 500 tờ thì anh bán như vậy và cứ quỳ như vậy. Hiện nay thì còn khoảng là nếu vé số khoảng hơn 200 tờ nữa, có nghĩa là khoảng hơn 2 triệu tiền vé số nữa. Anh uống nước không? Em kêu nước cho anh uống. Bây giờ mình qua đây một tí xíu, khá là nóng luôn. Di chuyển một cái quãng đường khá là xa từ ngã ba Trung Lương về đến thành phố Long Xuyên này á, nếu như mà tính đoạn đường di chuyển đi bằng xe thì tốn khoảng hơn 100 ngàn. Nhưng mà vì sao anh lại làm cái công việc này á thì cô bác quý anh chị biết, có thể để lại cho Bùi Hồ một bình luận ha. Thật ra thì rất là muốn giúp anh để cho anh có thể trở về lại quê, trở về Rạch Giá hay là như thế nào. Có một chị mua vé số. Nhưng mà mình thấy một cái hình ảnh là anh bán vé số chứ anh không có xin tiền ha. Đầu trần nha cô bác anh chị. Đầu trần áo phông, quỳ hàng giờ ở dưới đường để mà bán vé số. Cô bác anh chị nghe rõ không? Uống nước thêm không anh? Uống nước thêm không? Em chạy mua nước thêm cho anh. Ừ, cởi đó anh. Dạ hả? Ăn gì chưa? Ăn rồi anh. Ăn cơm gì chưa? Mình sẽ nán lại khoảng 1-2 phút nữa để coi cái mọi người ủng hộ với số anh như thế nào. Mình hỏi là anh cần giúp đỡ gì thêm không thì anh nói là không cần đâu, chỉ xin 50 ngàn để về xe thôi. Nghe rõ không? Cô ơi, anh chị thấy rõ không? Nếu như chiều nay ôm thì sao anh Đăng? Không có về được hết trơn. Rồi vốn đâu ngày mai lấy bán tiếp?
cái này lấy thiếu người ta. Lấy thiếu ở đâu anh? Ở Trường An á. Ở ở đây lấy chứ, Trường An á. Ở tỉnh nào? Kiên Giang. Kiên Giang. Vì sao anh nghe người ta nói là ở đây bán vé số được? Cái ông kia, ông lên ông bán rồi, ông mới biết. Ông kêu em lên bán thử coi được không. Anh lên đây từ khi nào? Giờ sáng giờ luôn á. Tối nay có về Kiên Giang không hay là ngủ không ở đây? Không biết nữa anh. Anh nói á là đừng quay vì quay không có ai là ủng hộ vé số của anh. Có ai mua hết trơn á. Nên là nữ là mình sẽ đứng nép nép bên đây tí xíu ha. Người Việt mình rất là giàu tình thương, thấy ai khô gỗ tí xíu dù có một ít tiền á, họ vẫn dừng lại, họ mua để mà ủng hộ. Như cái cô kia, là đang bán đồ gãy hay sao á, cô chở đồ gãy về cô bán á. Ở Long Xuyên là có một cái chợ đồ mối, là đồ mối về rau củ cô bán anh chị, nên ở đây bán đồ gãy rất là nhiều luôn. Mua ủng hộ hả chị? Hai tờ đây. Ba tờ nha. Dưới 5.000 là cho luôn nha. Cảm ơn. Em kêu là đứng dậy hay vô trong mát gì đó, anh nói là nếu như không dậy thì bán không kịp. Mua số hay gì anh? Hai tờ. Đây. Anh ơi đừng cứ quay dạ, nữa. Dạ, dạ. Không biết sao không, cái đường này nó hết số rồi, tại tôi cũng mới bán vừa xong mà. Thôi thì bây giờ anh nói là không có quay nữa. Bùi Hồ chỉ biết ủng hộ anh bằng những tờ vé số và góp cho anh một ít tiền để anh có thể trở về lại Kiên Giang. Còn việc mình thấy thương là vì anh đứng nắng hàng giờ như thế này để mà bán vé số á. Không biết cuộc sống như thế nào mà anh chạy chọn một cái địa điểm nó xa nơi anh ở như vậy. Thôi thì mong dù sao thì anh hết cái vé số vào chiều hôm nay. Còn mọi chuyện thì tùy duyên, ủng hộ đến đâu được thì hay đến đó. Còn bây giờ thì không thể nào mà mua hết cái vé số của anh. Mong là chiều nay anh hết để anh có thể trở về lại Kiên Giang ha. Còn bây giờ thì Bùi Hồ xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô bác quý anh chị ở video clip sau. Cảm ơn cô bác quý anh chị đã xem video clip đến thời điểm này.